Chào mừng các em học sinh lớp 4 đến với chương trình dạy học trực tuyến môn toán, bài luyện tập trang 148-149. Trước khi vào bài học mới, cô và trò chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ. Các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Bước 1, vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Bước 2, tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3, tìm giá trị một phần. Bước 4, tìm các số, số bé, số lớn. Các em lưu ý, chúng ta có thể gộp bước 3 và bước 4. Các em đã ghi nhớ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học mới, bài luyện tập trang 148 và bài luyện tập trang 149. Bài 1 trang 148. Tìm hai số, biết tổng của chúng bằng 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8. Mình cùng phân tích đề nhé. Đề bài cho ta biết tổng của hai số là 198 và tỉ số của hai số là 3/8. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm hai số đó. Như vậy bây giờ hãy áp dụng cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Các em hãy dừng video clip và thực hiện giải bài tập này vào vở nhé. Các em đã giải xong chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài tập số 1. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Tóm tắt, cô có số bé là 3 phần, số lớn là 8 phần. Tổng hai số là 198. Các em kiểm tra lại xem sơ đồ mình vẽ đã đúng chưa nhé. Sau đó chúng ta sẽ giải bài toán. Lời giải thứ nhất, theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là. Nhìn vào sơ đồ, số bé là 3 phần, số lớn là 8 phần. Cô sẽ lấy 3 cộng 8, được 11 phần. Tiếp theo lời giải thứ hai, giá trị một phần là. Ta sẽ lấy tổng hai số là 198, chia cho tổng số phần bằng nhau là 11. 198 chia 11, cô được kết quả là 18. Lời giải thứ ba, ta tìm số bé là. Lấy giá trị một phần là 18. Nhân với số phần của số bé, các em quan sát ở bên phần tóm tắt là 3 phần, 18 x 3. Thực hiện ngoài nháp cô được kết quả là 54. Lời giải thứ tư, số lớn là. Cô tiếp tục lấy giá trị 1 phần là 18, nhân với số phần của số lớn là 8 phần, 18 x 8, cô được 144. Hoặc ở lời giải này các em có thể lấy tổng là 198 trừ cho số bé là 54. 198 trừ 54 ta cũng được kết quả là 144. Đây là bài giải theo cách gộp hai bước, bước 3 và bước 4. Bạn nào làm theo cách gộp thì các em hãy kiểm tra lại xem bài làm của mình có đúng với kết quả của cô hay không nhé. Bài 2 trang 148. Một người đã bán được 280 quả cam và quýt. Trong đó số cam bằng 2/5 số quýt. Tìm số cam số quýt đã bán. Chúng ta phân tích đề nhé. Đề bài cho ta biết là người ta đã bán được 280 quả cam và quả quýt. Như vậy tổng là 280. Trong đó số quả cam bằng 2/5 số quả quýt. Ta có tỉ số là 2/5. Tương tự như cách giải bài lúc nãy, các em hãy dừng video clip và giải bài tập 2 vào vở. Chúng ta cùng nhau giải bài tập số 2. Đầu tiên là tóm tắt vẽ sơ đồ đoạn thẳng. Số quả cam là 2 phần, số quả quýt là 5 phần. Tổng số quả cam và quýt là 280 quả. Cô có sơ đồ đoạn thẳng như hình trên.
Lời giải thứ nhất, theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: ta lấy 2 phần cộng với 5 phần được 7 phần. Lời giải thứ hai, giá trị 1 phần là: các em sẽ lấy tổng là 280, chia cho số phần bằng nhau là 7. Cô được kết quả là 40 quả. Lời giải thứ ba, số quả cam đã bán là: ta lấy giá trị 1 phần nhân với số phần của quả cam là 2. 40 x 2 được 80 quả. Lời giải cuối cùng, số quả quýt là: ta lấy 40 nhân với 5 được 200 quả. Ở lời giải này, tìm số quả quýt các em có thể lấy tổng là 280, trừ cho số quả cam là 80, ta cũng được kết quả là 200 quả quýt. Và đây là cách giải gộp bước 3 và bước 4. Bạn nào làm theo cách gộp thì hãy kiểm tra lại phần làm của mình có đúng hay không nhé. Tiếp theo là bài tập 1, trang 149. Một sợi dây dài 28 mét được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét? Phân tích đề, ta thấy người ta cho sợi dây dài 28 mét. Vậy 28 mét này tức là tổng. Đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai. Như vậy tỷ số của đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai tức là 3 phần 1. Như vậy đã biết được tổng và tỷ số. Bây giờ các em hãy dừng video clip và tiếp tục giải bài tập 1 này vào vở nhé. Mời các em cùng kiểm tra lại xem bài giải của mình có đúng hay không nhé. Đầu tiên là ta sẽ vẽ sơ đồ tóm tắt. Người ta cho đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ hai, cho nên ta sẽ được đoạn thứ nhất là 3 phần, đoạn thứ hai là 1 phần. Và tổng hai đoạn này là 28 mét. Tương tự như vậy, đầu tiên ta tìm tổng số phần bằng nhau. Lấy 3 phần cộng với 1 phần, ta được 4 phần. Sau đó tìm giá trị 1 phần, lấy tổng là 28, chia cho tổng số phần là 4. 28 chia 4 được 7, đơn vị là mét. Sau đó tìm độ dài đoạn thứ nhất. Ta lấy giá trị 1 phần là 7, nhân với số phần của đoạn thứ nhất là 3. 7 x 3 bằng 21, đơn vị là mét. Và đoạn thứ hai, tiếp tục lấy 7 nhân với số phần của đoạn thứ hai là 1. 7 x 1 bằng 7, đơn vị là mét. Tương tự như nãy giờ cô đã nói, ở đoạn thứ hai các em có thể lấy tổng là 28 mét trừ cho đoạn thứ nhất là 21 mét. 28 trừ 21 ta vẫn ra được kết quả là 7 mét. Tương tự như vậy, đây là cách giải cho những bạn nào đã gộp hai bước, bước 3 và bước 4. Các em hãy xem lại và sửa bài của mình thật cẩn thận nhé. Tiếp theo là bài tập 3, trang 149. Tổng hai số là 72, tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. Mình phân tích đề, tổng của hai số là 72, như vậy ta được tổng là 72. Người ta lại cho tiếp, nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé. Như vậy tức là số lớn sẽ gấp 5 lần số bé. Ta có tỷ số giữa số lớn và số bé là 5 phần 1. Như vậy là các em đã biết được tổng và tỷ số của hai số. Bây giờ các em hãy dừng video clip và tiếp tục giải bài tập số 3 vào vở nhé. Và bây giờ các em hãy kiểm tra lại bài của mình làm xem có đúng với đáp án của cô hay không. Các em lưu ý khi vẽ sơ đồ tóm tắt. Số lớn ta sẽ vẽ là 5 phần và số bé ta sẽ vẽ là 1 phần. Tổng của hai số là 72. Các em hãy kiểm tra lại lời giải và phép tính. Và đây là cách giải gộp bước 3 và bước 4. Các em lưu ý chúng ta có thể tìm số bé bằng cách lấy tổng trừ cho số lớn nhé.
Vừa rồi thì các em đã hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. Bây giờ hãy vận dụng các bước giải bài toán như lúc nãy các em đã làm, thực hiện các bài tập củng cố. Bài 1. Tổng học sinh lớp 4A là 36 bạn, trong đó số bạn nữ bằng 4/5 số bạn nam. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam? Nhìn vào đề bài, chúng ta có thể thấy tổng là 36 bạn. Tỷ số giữa số bạn nam và số bạn nữ là 4/5. Như vậy, khi vẽ sơ đồ tóm tắt, các em hãy vẽ số bạn nữ là 4 phần và số bạn nam là 5 phần. Bây giờ hãy dừng video clip và thực hiện bài số 1 này vào vở. Bài 2. Một đàn gà có 56 con. Biết số gà mái gấp 6 lần số gà trống, tìm số gà mái, số gà trống. Chúng ta sẽ phân tích đề trước khi giải. Đàn gà có 56 con, như vậy tổng là 56. Số gà mái gấp 6 lần số gà trống, như vậy các em sẽ có được tỷ số giữa số gà mái và số gà trống là 6 phần 1. Khi vẽ sơ đồ đoạn thẳng, chúng ta sẽ vẽ số gà mái là 6 phần và số gà trống là 1 phần. Tương tự như vậy, các em hãy dừng video clip và thực hiện bài số 2 vào vở. Sau đó, các em hãy chụp hình bài số 1 và bài số 2 trong phần bài tập củng cố, gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình sửa nhé. Như vậy là các em đã hoàn thành xong các bài tập của bài luyện tập. Sau khi học xong, các em nhớ xem lại các bước giải bài toán, tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó và ghi nhớ thật kỹ để thực hiện các bài toán các em nhé. Và các em hãy làm các bài tập vào vở, chụp hình gửi lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình sửa. Như vậy là bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau. Tạm biệt các em.